Kính chào quý thính giả đã trở lại kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể. Quý thính giả nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, bình luận cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ cũng như là tiếp thêm động lực cho Bảo quý thính giả nhé. Kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trong buổi tối kể chuyện tối đêm nay, Bảo xin giới thiệu với các bạn một câu chuyện của ông Năm Cần. Quê ông ở Long An, xã An Thạnh, tỉnh Long An. Thì ông Năm năm nay lớn tuổi rồi, ông Năm đã được 76 tuổi rồi. Thì ông có chia sẻ những câu chuyện mà ông biết cũng như là đã từng trải qua vào cái thời mà ông còn đi bộ đội. Thì chuyện thì nó xảy ra lâu lắm rồi. Ông Năm nói là ký ức nhớ sao thì ông Năm kể là như vậy. Đầu tiên á, thì ông Năm chia sẻ cái câu chuyện ở gần trong xóm của ông. Thì lúc đó ông ở ở xã An Thạnh và ở cặp sông Vàm Cỏ. Thì thời điểm đó đó, kiểu như cũng loạn lạc cả nhà. Thì bà con lúc đó ở cũng vắng lắm, cũng không có đông người đâu. Thì bữa đó có phát hiện ra một cái xác chết trôi sông. Lúc mà bà con thấy á, thì đã tấp vô bờ rồi. Thì có một ông đi xuống sông, ông mặn gì đó rồi ông thấy. Ông mới chạy lên, ông la làng. Cái bà con mới xúm lại coi và thấy là cái xác này á, có bầu, một cái người đàn bà. Có bầu thì không biết là do đi sông, đi nước rồi sóng gió làm sao không biết, mà cái xác trôi dạt gì đó đó. Đâu có biết là ai đâu. Rồi cũng không có nghe đồn là vợ ai mất tích ở xóm này, xóm kia, không có. Và xác thì nó sình lên như vậy rồi, cái bà con người ta mới thấy tội nghiệp, mới bàn với nhau là thôi bây giờ vớt lên chôn đi, tội nghiệp người ta. Một xác mà hai mạng. Thì mọi người mới chung tay xúm lợi rồi gian giái này nọ. Thì bà ơi bây giờ á, là cứ nói ta kêu là cô ơi, tại vì cái xác đó, đó thì khoảng chừng là theo như người ta đoán á nghe, chỉ khoảng chừng là gần 40 thôi, kiểu như vậy. Nói cô ơi, bây giờ không biết là cô xấu số cô mắc ở đâu. Thì bây giờ cô đã trôi dạt tới cái xóm của tôi rồi. Thì cô trôi tấp vô ở đâu, tụi tôi chôn cô ở đó. Cô về đây á, cô ở thì bà con ở đây người ta có gì để cúng cho cô cái nấy. Cô đừng có phá phấy, cô đừng có phá phách người này người nọ. Tại vì nói gì thì nói, hồi đó mà những người mà như mà mang bầu vậy á, rồi mắc như vậy ở cả nhà, thường người ta rất là nhát. Và nhát chắc là ghê. Rồi thậm chí người ta phá nữa. Mới gian giá như vậy. Rồi cũng đem rượu đồ xuống ha, phun lên xác này nọ rồi để cho cái mùi nó đỡ, để người ta đưa lên trên bờ đó. Thì bà con người ta cũng cực khổ dữ lắm để mà đưa cái xác đó lên, sau đó là chôn cất. Chôn cất xong ở chỗ đó rồi, cái thời gian sau đâu cỡ chừng là 5-6 tháng gì đó, là bắt đầu là nhát nha. Kêu bằng là rên, ban đầu là rên khóc. Khóc mà người ta nghe hoài à. Thì người ta biết là chỗ mé sông chỗ đó, người ta biết mà. Vừa gần chỗ đó đó, cách chỗ đó đâu cỡ chừng là 50 thước có cây bằng. Cây bằng lớn lắm. Thì hay nghe rên ở trên cây bằng đó. Nhưng mà người ta đi dưới xuồng nè, hay hoặc là người ta đi ban đêm ban hôm, ta đi dưới sông á, thì nghe rên rồi nghe khóc. Hoặc là ở trên đường, đi trên đường này nọ, đi vòng vòng mà cũng nghe rên, cũng nghe khóc. Nhằm khi có những cậu thanh niên kiểu như là xã khác qua chơi này nọ đó, thì họ nghe những tiếng rên, tiếng khóc đó đó. Mà khóc không phải là cái lúc nhát người này á, thì là khóc và rên rất là đáng sợ. Còn những cậu thanh niên kia á, thì nghe cái tiếng khóc mà khóc giống như ỉ ôi, chứ không phải là đáng sợ. Tò mò, thanh niên mà, 4-5 người mới đi gần lại cái tiếng khóc, coi coi ai đâu mà khóc giờ này. Tới phiên mà họ đi đến gần rồi đó, thì không có hiện hình cho họ thấy nha, nhưng mà họ kiếm cỡ nào kiếm kiếm không thấy. Đến phiên mà họ đi rồi, bỏ đi rồi lại khóc nữa, thì họ biết là chỗ này có ma rồi. Sáng ra họ đi vòng vòng ở đây, họ hỏi thì người ta nói ừ chỗ đó có cái hồn ma của cái người mẹ đó đó. Hay nhát lắm. Chung quy là lúc đó nhát là không hiện hình nha. Nhưng mà sau khoảng một năm,
Theo như bà con thì người ta nói á, là sau một năm rồi cũng như cái xác đó họ chết đó, rồi con mang trong bụng, rồi qua cỡ một năm rồi thì nó sinh con ra rồi, kiểu quan niệm lúc đó là như vậy. Thì bà nhát rất là dữ. Cái cô này cổ nhát là ban đêm ban hôm á, cổ hiện hình cho người ta thấy luôn, mà cổ ngồi ở trên, một là ngồi trên cái đọt bằng cho nó, hai là ngồi ở những cái nhánh bằng ở dưới, ngồi rồi khóc rồi than, rồi than lạnh này nọ đó. Rồi hiện hình ở xa xa ta biết hết trơn rồi, người ta đâu có dám mà đi lại gần đâu. Nói chung là nhát cũng dữ lắm nha, nhưng mà chỉ nghe nhát 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 vậy thôi, còn tình tiết nhát rõ như thế nào thì ông Năm không có nhớ. Đến sau đó đó cũng cỡ chừng 5 7 ngày, kiểu mà đồn lên dữ lầm dữ dữ lắm rồi, thì trong xóm nó có bà Hai Nhiên. Bà Hai Nhiên này, bà có một cái người con gái có chồng, thì theo cái nhà chồng ấy là, thì cái đợt đó đó không biết bên đó là nó khó khăn sao đó. Cái rể của bà chú mới cùng với vợ về về là đây nè, thì về đây lúc đó là mới về cho nên là chưa có cái việc gì làm nhiều. Cái ban đêm nè chú mới đi đuổi cá lồng tông, đuổi cá lồng tông á cả nhà, giống như kiếm cá sinh nhai mà. Thì bà Hai Nhiên có nói đó là con ơi, con đuổi cá đâu con đuổi, nhưng mà con đừng có lợi cái chỗ có cái bằng đó đuổi nghe, chỗ đó có cái mộ của hai của cái người mẹ chết mà khi mà còn mang thai đó, tấp vô đó rồi đem lên chôn cất này nọ đó. Thì bà mới kể lại cái sự tình hơn một năm trước khi mà cái xác này trôi dạt về đây, rồi bà con ở đây người ta sẽ đem chôn cất á. Thì cái người con rể này nè chú cũng dạ vậy đó, nhưng mà chú không có nói tới nha. Mấy bữa đầu thì chú cũng đi vòng vòng mà con cái chú, buổi trưa rồi nè chú mới bơi xuồng chú dò điểm, thì chú thấy chỗ đó quá trời cá lồng tông rồi. Mà các bạn biết mà, cái chỗ của cái bằng mà bằng thì khi mà chín nó trái nó rụng dưới, mấy cái chín rồi nó rụng xuống này nọ rồi nó tấp ở đó đó, thì mấy con cá nhỏ đồ nó lại nó rỉa, bởi vì chỗ đó nhiều. Mà chỗ đó thì cái hồn bà này bà nhát quá nhát đi, bà con người ta đâu có đi lợi làm gì, ta sợ ta đâu có dám lợi và không có đụng đậy tới, cho nên là cá nó ở yên chỗ đó, cá nó nhiều. Thì cái người con dễ mới nói là thôi bây giờ nếu mà mình để mình về mình nói cho mẹ mình biết hay vợ mình biết thế nào cũng cản mình, không có cho mình đi ra đây. Trời ơi, rồi đồ sợ đói chết thôi chứ làm gì sợ ma đó. Ông ơi, đêm đó ông mới đi ra ngoài đó đó, ông đuổi đi. Thường thì ông đuổi xong về thì cá đủ ăn hoặc là dư chút xíu sáng bán kiểu vậy. Thì bữa nay ông đuổi mới có cái đợt đầu à, tao nói quá trời cá luôn đó. Cá nhiều lắm. Ông đem về thì ông đưa cho ở nhà màng này nọ đó, rồi để làm cho nó đừng có hư. Còn ông thì ông nói cá nhiều quá tôi đi đuổi nữa. Thì vợ ông mới nói là ủa anh đuổi chỗ nào mà cá dữ vậy, thì ông mới giấu, ông nói dốc, ông nói là ừ tôi đuổi chỗ đó đó là bữa nay ngay cái luồng hay sao mà cá quá, cá tranh thủ đuổi. Thì vợ với lại mẹ vợ đồ em vợ đồ ở nhà để mà mằng mấy con cá đó để làm này nọ cho nó đừng hư. Ổng bơi xuồng ra tiếp, và cái giờ ổng bơi ra lúc đó cũng cỡ 10 giờ mấy nha, 10 giờ mấy tối á. Ổng mới đuổi, tiếp tục đuổi. Ổng đuổi 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 như vậy á thì ổng nghe cái tiếng ru con. Và cái tiếng ru này không phải là giống như người sống mình ru là à ơi con ngủ cho ngoan vậy nghe không, không mới ru như vậy. Nó vô là nó vô cái tiếng kiểu như vậy đó, và cái tiếng nó phát ra là gần cái vị trí của ổng, ổng nghe trên cái bằng đó. Thì ổng nói rồi vậy là mẹ vợ mình nói không có sai, quả thật ở đây có cái vong linh của cái người mẹ ru con. Ổng không quan tâm, ông này ổng gan dữ trời lắm, ổng không có quan tâm, ông đuổi nữa. Ông đuổi mà ở trên nó cứ ru hoài. Mà các bạn biết cái người mà không sợ, dù cho không sợ nha, nhưng mà mình là cái người sống, người dương, thì ngưỡng cái người âm á, người ta phát ra những cái tiếng nó luôn làm cho cái cơ thể mình á, nó phản ứng. Rồi cái tâm mình tuy là không sợ nhưng mà nó cũng có cái phản ứng trong đó. Ông nổi da gà, ông rùng mình hết trơn á. Ông mới liếc liếc lên ông dòm,
Thì lúc ban đầu ông dòm không thấy, ông đuổi cá một hồi, lần này rõ hơn, ru một cách rõ ràng hơn. Ông mới ngước lên ông dòm. Ông dòm thì ông thấy cái bóng trắng ở trên đó, trên cái bồng á, mà cái bóng theo kiểu là đang ngồi nghe, mà hai cái tay đông đưa như nào. Nếu mà so cái độ sáng á, chắc chắn một điều là ông đứng như đây á, thì ông không bao giờ ông dòm thấy được rõ như vậy đâu. Cùng lắm là chỉ dòm được một bóng trắng thôi. Có điều dông mà họ nhát rồi, họ cố tình họ nhát họ cho thấy mới thấy rõ như vậy. Ông thấy đâu được khoảng chừng là 4-5 giây mất tiêu. Thì ông mới nói như vậy. Ông nói thôi đi, tôi ở đây tôi đuổi cá tôi kiếm ăn, tôi nghèo khổ tôi đi kiếm ăn ban đêm ban hôm, tôi không có đụng chạm gì tới hết trơn, tôi cũng đâu có leo lên cây bằng, thì không có được phá tôi nghe, để yên cho tôi đi, chuyện ai nấy làm. Ý ông là vậy. Dông linh thì dông linh, ở trên cây bằng thì ở cây bằng, còn tôi đuổi cá tôi đuổi cá dưới đây, không ai đụng chạm tới ai. Ý ông là như vậy. Ông nói như vậy cái ông liếc liếc lên ông dòm nữa không thấy, nhưng mà ông đang đuổi đuổi một hồi thì bà lại tiếp tục, bà tiếp tục, bà thòng người xuống. Mà ta nói nghe, bà thòng không có phải thòng cái bằng đâu. Ví dụ như ông cách cây bằng chừng 20 thước đi, ở chỗ đó mấy cây cối này nọ đã, ông đang đuổi là đó đó, thì ở chỗ đó nó nhúng mấy cái cây cả nhà, nhúng nhúng rào 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 vậy nè, cá nó tạt hết trơn, không đuổi đâu có được. Ông thấy rồi, ông này phải nói là ông quá gan, công nhận. Ông mới dòm, ông dòm mà ông thấy mất tiêu rồi nghe, nhúng nhúng mấy cái rồi cá nó tạt 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 hết trơn, nó bay 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 mặt nước vậy đó. Ông tức mình quá, ông nói tôi nói cho nghe nè, hồi trước á chết rồi trôi giạt lại đây thì bà con ở đây người ta rủ lòng thương, ta chôn cất như vậy là quá tốt rồi, không mang ơn mà bây giờ còn nhát quậy phá như vậy nữa hả? Ông nói hai ba tua như vậy cũng không có cái gì đâu. Ông đang nói thêm cái lần thứ ba thì ở trên cây bằng á mới ngồi lủng lẳng lè cái lưỡi ra, tay bồng đứa nhỏ vậy nè, đi không mày, đi không mày, đi không, đuổi vậy đó. Đuổi ông quay mặt lại ông dòm, ông thấy nha, cũng thấy 4-5 giây vậy thôi chứ không thấy lâu. Thay vì người ta ta bỏ chạy mất tiêu rồi, ta nên gờ dòm cái mạt ma mà, rồi bắt bồng con mới ru, rồi bắt đuổi, nó mới trợn mắt lên mới đuổi. Vậy mà cái chú này chú không sợ, chú mới cầm cái cây cây rằm cả nhà, cầm cây rằm chú mới chỉ lên vậy nè, chú nói chuyện ai nấy làm nghe, nhắc tao một lần nữa là ngày mai tao cưa cái bằng này luôn, tao đốn cái bằng này luôn. Ông chỉ lên ông nói vậy đó, rồi ông ta tiếp tục ông bơi theo kiểu bơi qua bơi lại, ông dòm là cái hướng cá để ông đuổi. Trời ơi, ở trên cái bằng làm nữa các bạn, rung cái nhánh cái bằng rung rào rào vậy nghe, mày đi mày đi mày đi. Ông ngước lên ông dòm cũng y chang lại nữa, cũng là cái tay thì bồng con, còn cái tay rung cái bằng vậy nè, cái mặt xanh trần. Tức quá tức không nói, làm kiểu đó rồi rồi bằng nó rụng tủm 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 xuống đó, cái đuổi cá hết được rồi, quá tức rồi, về không nói, không nói năng tiếng nào nữa trơn, về. Ông mới bơi xuồng về, thì chuyến này về đâu có cá. Giờ ông nói ủa sao ngay luồng mà giờ đuổi hết có à hả? Ông mới im im không trả lời. Giờ ông mới tưởng đâu là cũng bực mình, chắc là da bị cái sự cố gì đó mà không có cá, cho nên là chồng mình bực mình. Cô không có nói gì. Sáng ông nói sáng chứ mới có khoảng là 3 giờ mấy 4 giờ sáng à. Ông mới xách cưa nè, rồi búa nè, ông xách ra, ông xách ông đi ra. Thì trên đường ông đi ra đó, chưa có tới chỗ cái bồng nha, thì có một cái ông, là ai, là ông Năm ở cả nhà. Ông Năm ông mới là đi ngang thì ông thấy ủa này rể của chị Hai Nhiên mà làm gì mà ban đêm ban hôm vậy, rồi nó cầm cây cưa với cái búa đi đâu. Ông suy nghĩ vậy đó, ông mới hỏi, ông nói ủa giờ này cầm cưa với cầm búa ở đâu chú? Tôi ra tôi đốn cái bằng. Ủa đốn cái bằng nào? Cái bằng chỗ mộ cái người mà chết có thai đó. Ông nói tỉnh bơ vậy nghe. Thì lúc này ông Năm cái trạc tuổi cũng ngang ngang với ổng mà, mới tưởng đâu ông giỡn. Cừ khà 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 khà.
Thôi giỡn gì giỡn, giỡn cái đó không nên nha. Để ông nói xong ông Năm cũng đi, ông Năm Cần cũng đi, chứ ông không có nghĩ là ông này ông đốn thiệt. Ai về đâu ông ra ông làm thiệt cả nhà. Cái bàn chà bá vậy đó, đẻo đẻo cưa cưa mà ông làm nguyên một tăng luôn. Làm nguyên một tăng là ngã cái bàn luôn. Ông nói cho mày khỏi có chỗ ở luôn. Tao không làm gì mày, mày mắc mớ gì mày nhát tao. Tới phiên mà ông đốn có mình ổng mà, cho nên là tao 6 giờ ông đốn mới xong cái bàn đó, mới ngã cái bàn nó được. Cái ông đi về cái bà con ta cũng giật mình đi, ta thấy ngã cái bàn đó, nó trời, trời mày làm gì mày đốn cái bàn đó. Thì ông mới cãi lại, ông nói là hồi tối nhát ổng, rồi ông nói dữ lắm, ông nói là bây giờ mấy lần rồi, bây giờ mà còn mà nhát ông nữa là ông đốn cái bàn, rồi nhát ông nữa bây giờ ông đốn. Mấy người ở đây người ta không có tiếc cái bàn mà người ta sợ cho cái ông này nè. Cái con người mới lợi nói, trời ơi chị hai ơi, chị hai rể của chị á, nó nghĩ sao mà nó ra nó đốn cái bần, nó đốn cái bần ở chỗ hai mẹ, người mẹ chết mà mang thai á. Trời ơi, nghe nói cái bà hai mới rụng rời chân tay chứ, bà nó chết rồi bà lật đật bà về bà mua đồ, bà mua đồ bà bắt con rể bà ra cúng. Mà ổng thì ổng đâu có chịu cúng, ổng nói bây giờ má nói gì con cũng nghe chứ, má kêu con cúng cái vong đó là con không cúng. Cái thứ mà chết ở chỗ đó rồi người ta vỗ lòng thương, người ta không sợ thối, không sợ này không sợ kia, người ta chôn cất cho mồ yên mã đẹp vậy, không biết phù hộ mà còn nhát người này nhát người kia nữa, rồi phá cái chuyện mà làm ăn của người ta đó. Rồi bây giờ con không làm đó, rồi con không có đồ ăn, con không có tiền mua gạo, rồi con đói thì sao? Nó làm kiểu đó là con không có bỏ, con đốt rồi đó, có gì con chịu. Thì bà hai bà mới sợ là nhầm khi vong linh mà họ sẽ thù oán này nọ, rồi họ ám theo này nọ, họ gây cái chuyện rắc rối cho mình. Cái bà mới sợ đi, bà mới kêu con gái bà, tại giờ biết tính con rể của bà tức quá cho nên là không có chịu đi ra. Cái mới đi ra ngoài đó cúng kiến gì đó, ra ngoài đó cúng kiến gì xong rồi cũng sợ lắm nha. Cái bà mới tìm cách bà nói thôi bây giờ đi về bển đi. Bà tìm cách bà nói thôi đi về bển, là không phải là bà đuổi, bà không muốn cho ở đây, mà vì bà sợ ở đây rồi á, rồi ban đêm ban hôm nè, đi xuồng đi này đi kia rồi nó ám nó bắt chết làm sao. Cái năm ba bữa thì cái người con rể này cũng hiểu được ý của mẹ mình, con cái bà nói hoài cái cũng bực mình đó, cho nên là thôi bây giờ đi về bển đi, về bển trước đi, cho khỏi bị nói nữa. Cái mới đi về, đi về bên đó thì sau đó cái vong linh của người mẹ này kiểu như không có được ở trên cái bần á, thì ở xung quanh chỗ đó đi tới đi lui bắt đầu cũng nhát người ta dữ lắm nha, nhát quá trời nhát đi, nhát người này nhát người kia quá dữ rồi nhát lắm. Thì lúc đó xui dũi thì sao mà có cái ông kiểu như ông đó, một lần ông làm thầy bùa ở cả nhà mà ông đi dưới sông, đi dưới sông coi bói cho người ta hay là này nọ, ở chợ cũng buôn bán chút đồ rồi lợi, ông nói ừ có cái người có bói ai muốn coi coi kiểu như vậy. Thì ông mới đi đã đi đi sao lại tới đó, thì lại tới đó cái nó nhát ông, nó nhát ông mà ông là thầy bùa mà đâu có sợ. Ông lên đi vòng vòng đứng trên nhát ông vậy đó, kêu ông lợi, rồi ông lợi biết ma rồi mà ông lợi coi nó làm gì. Ông đi lại cái nó cho ông thấy, và xong rồi cái nói với ông nha, ông đi đâu vậy, đi buôn bán gì ở đâu vậy, ông đâu phải chỗ này đâu. Thì ông nói ừ tôi đâu phải chỗ này mà kêu tôi lợi có gì không, ông nói vậy đó. Thì nó không có đứng gần ông nha, nó cũng đứng cách ông một đoạn cỡ chừng là mười mấy 20 thước vậy đó. Cái nói ông có gì cho con tôi ăn không, thì ông lúc đó là nó không có bồng con nghe. Thì ông mới nói là ủa con đâu ăn đâu con đâu, thì nó nói nè, nó mới lòn lấy cái tay nó kê lên cho ông coi, thì có đứa nhỏ ban đầu thì không có mà nó làm vậy, gặp người khác là la trời rồi, còn ổng thì không. Ông nói thôi mồ mả chỗ nào thì về mồ mả nằm đi, nằm yên cái đó đi rồi tu này nọ đầu thai chứ sao mà đi nhát người ta chi. Cái nó biết làm gì, nó biết ổng rồi nha, cái nó hù ổng, nó hù ổng nó nhào 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 lại vậy đó, ổng đâu có sợ. Ông nói mày khỏi hù, mày nhào lại đây được á, tao thách mày nhào lại đó. Ông nói như vậy mà cái tay ông bắt ấn, ông thách nó nhào tới nhưng mà cái tay ông bắt ấn,
Nó thấy nó sợ cả nhà, nó không dám làm không, mà nó đứng đó nó kênh ông hoài. Ông nói thôi không dám lợi thì thôi, không dám lợi, không lợi tao đi à. Ông bơi đi thì ông bơi lại cũng gần gần cho đó, nó nằm nghỉ không có dám nhắc ông nữa nha, mà đứng đó giờ ông hoài không biết sao không. Cái ông mới suy nghĩ, ông nói trong xuồng mình nó vô đâu có được, tại xuồng ông cũng bùa chú này nọ đâu có giáp, nhưng mà dẫu sao mình cũng ngủ rồi, nhầm khi mình ngủ rồi nó làm cái gì sao, nó mất công quá, thôi bây giờ đi chỗ khác để mình yên cái giấc ngủ chứ không gì. Cái ông đi chỗ khác xong sáng ra ông ra ngoài chợ, ông cũng buôn bán vậy đó. Cái ông mới hỏi, ông gặp người ta, ông nói vậy chứ tôi nói cái này coi đúng không nghe. Thì cái người đó mới nói là ủa ông nói gì, thì ông mới nói là ở trong xóm này nè, nó ở chỗ đó như vậy đó, là có cái hồn ma của cái người mẹ bồng đứa con nhát cũng dữ trời lắm nghe. Cái người ta mới hỏi ông, ủa bộ ông hồi tối đêm hôm ông bị nhát hả? Thì ông mới nói là ừ, thì nó tưởng tôi đâu như là những cái người bình thường nó nhát. Đó ông mới kể lại, ông kể lại thì có người người ta nói là nhầm khi ông bị nhát thiệt, cũng có người người ta không tin. Cái người không tin mới lại nói với ông vậy nè, trời ơi ông làm bộ ông nói quá, chắc là ông đi mình vậy nè, ông sống mình vậy nè, ông cũng gan, cho nên là ông đi ngang cho đó thì ông có bị nhát thật, nhưng mà nhát á chỉ là nhát thôi chứ không phải là như cái kiểu ông nói mà đứng đó rồi ông thách lợi này nọ, ông cố tình ông nói như vậy để cho người ta nói ông coi bói hay là cái này nọ giỏi người ta coi bói của ông phải không. Cái ông mới cười, ông nói tôi thì tối hôm hôm có làm sao rồi tôi kể lại như vậy, còn bà con không coi bói của tôi thì thôi cũng đâu có sao, tôi kể như vậy đó. Đó cái người đó mới cãi, nói là tôi nói ông nghe, hồi đó tới bây giờ thật sự chỗ ông nói có thật, có cái hồn ma của cái người mẹ. Rồi ông kể lại cái quá trình hồi trước luôn, là chôn cất sao rồi nhát sao, kể luôn cái vụ của con rể bà Hai Nhiên đúng cái bằng sao luôn đó, mới kể cho ông nghe. Kể xong rồi cái người này mới mới chốt lại một câu, nói là nhưng mà hồi đó tới bây giờ nha, tuyệt đối chưa bao giờ có cái trường hợp nào mà nó hiện hình nó đứng nói chuyện kiểu như ông, ma mà làm như người đứng nói chuyện như ông đó, rồi nhát ông rồi ông nói chuyện với nó. Cái ông thầy bùa này nè, ông cũng nói theo cái kiểu của ổng, ông nói chú à, chú không tin á thì tôi cũng chịu thôi chứ biết làm sao, mà thật sự là nó có hiện hình rồi, nó thấy tôi bất ấn nó sợ nó không có dám nhào vô, mặc dù là tôi thách nó. Cái người kia cũng cãi, nói là không, ông nói vậy là ông nói thêm, nói vậy là không đúng sự thật, không có hồn ma nào mà đứng trước mặt người mà nói chuyện vậy hết trơn á. Thì ổng là thầy bùa thôi mà, đúng là cái tâm của ổng á thì sẽ bình hơn là cái người bình thường mình nhiều, nhưng mà cũng có phải có lúc nóng giận chứ, chứ đâu phải là thánh thần gì đâu mà không biết giận biết hờn cả nhà. Ổng mới tức mình ổng đi nói hồi, nói chung là đâu không phải là cái người đó là nói theo kiểu không tin đơn giản như vậy, mà ngoài ra còn nói những cái câu chê bai ổng, nói ổng này nói ổng kia. Ổng mới tức, ổng nói bây giờ tôi với chú đánh cược không. Nói đánh cược gì, nói tôi không cần gì của chú chứ, nhưng mà nếu mà tôi chứng minh cho chú là cái sự việc đó là có thật, cái vong linh của cái người mẹ đó bồng đứa con là có thật, thì chú tính làm sao với tôi. Thì ông này ông mới nói nếu mà ông chứng minh được cái điều đó đó, ông muốn gì tôi không chịu chứ. Bây giờ nè, ông đi buôn bán cái đó phải không, tôi á sẽ mua hết cho ông cái đó, rồi trả ông thêm tiền luôn, công sức ông làm ông chứng minh. Thì câu chuyện của hai người như vậy á làm cho những người trong đó người ta cũng hóng chuyện, người ta lại người ta nghe đã coi coi là ông này ông có làm được không. Thì ổng mới nói như vậy, ổng nói bây giờ tôi không cần chú trả tôi thêm tiền, tôi không cần chú mua đồ cho tôi, tại vì á chú không mua cho tôi thì tôi đi bán chỗ này không được, tôi bán chỗ khác, tôi làm đây á không phải gì là tôi cần tiền, tôi đi sống cái nghề này tôi cũng buôn bán được kiếm tiền tôi sống, nhưng mà tôi không có nói dốc nói láo để kiếm tiền. Thì bây giờ như vậy, nếu mà tôi làm được á thì chú phải là
xin lỗi tôi ngay chỗ này, đứng ngay chỗ này xin phanh tay xin lỗi tôi, tuổi đời của chú còn nhỏ hơn tôi, kiểu mà con cháu tôi thôi. Cái ông này ông mới mạnh miệng, ông nói bây giờ ông làm được tôi quỳ gối ra tôi xin lỗi ông luôn. Ông nói rồi vậy được, vậy là bà con làm chứng cho tôi nghe. Ông nói xong cái điều đó rồi ha, thì ông mới nói như vậy, vậy cho chú tuổi gì, chú nói tôi nghe đi, cái tuổi của chú, cái ngày sinh của chú, được cái giờ sinh thì tốt, còn không được thì thôi. Thì ông này ông nói trời ơi, ông nói vậy lỡ mai ông yếm bùa tôi làm sao. Ông mới nói trời ơi, tôi biết tên của chú tên gì đâu, họ của chú họ gì đâu tôi cũng đâu có biết, tôi đâu có lụng chạm gì vô chú đâu mà tôi làm bùa được. Bây giờ á, chú chỉ cần nói tôi cái tuổi của chú là cái tuổi gì. Thì ông này ông nói, ông nói xong thì ông thầy bùa ông nói vậy nè, mà chú phải nói thật nha, chú mà nói dối nói gian á là da đó bị giặt gì đó chết là tôi không chịu trách nhiệm. Cái người nhà của ông này cũng khuyên ông là thôi ông đừng có cởi người ta, ta kể cho ông nghe vậy ông không tin thì thôi mắc mớ gì ông nói nặng người ta làm chi rồi thách đố như vậy. Cái ông mới nói bây giờ tôi không có sợ gì hết trơn á, tôi nói ông nghe luôn nè, tôi sinh ngày đó tháng đó tuổi tôi như vậy đó. Ông nói ra thì ông thầy bùa ông nhắn lại một lần nữa, nói như vậy là phải chính xác như vậy nghe. Còn nếu như cái tuổi chú là tuổi đó mà chú nói tuổi khác ra ngoài đó tôi làm cho cái dông nó lên á, là không phải tuổi như vậy đó, là chú bị bệnh chú này chú nọ là chú không có đổ thừa tôi à. Ông nói ừ được đó. Vậy là ý ông định làm cái gì? Thì ông mới nói á, cái tuổi của chú đợi chút xíu đi. Ông mới vô ông coi, ông coi cái tuổi đó coi có hợp để cho nhập được hay không. Ông mới nói bữa nay chưa được, bây giờ 2 ngày sau tôi hẹn với chú 2 ngày sau vào ban đêm khoảng chừng 8 giờ tối thì chú với ai đi lại chỗ đó đi, rồi tôi bơi xuồng lại chỗ đó tôi làm, tôi không đụng chạm gì tới chú hết trơn nghe. Nãy giờ nói chuyện là chú đứng ở trên tôi đứng ở dưới, là tôi chú nói chuyện nè. Nếu mà tôi để cho nhập cho tôi á thì chú sẽ không tin, còn nếu tôi để cho nhập vô một người nào khác á thì tội người ta, tại vì người ta không liên quan mà để cho người ta bị nhập vô là không có được. Tôi để cho cái dông nó chính miệng nó nhập vô chú, rồi chính miệng nó nói ra, chú cho cái người nào mà thân thích với chú đi theo, tôi bảo đảm là chú không bị gì hết nếu chú nói tuổi đó chú nói thật. Giờ chú dám không? Ông này đông người mà mạnh miệng lên rồi đâu có giờ đâu có dám chút lui được đâu. Rồi chấp nhận đó. Thì 2 ngày nữa mới tới cái ngày mà giống như họp á. Cái 2 ngày sau là buổi chiều là ông đã lợi cho đó ông chờ rồi, ông ngồi đó ông chờ rồi. Thì có người mới lên nói với cái ông này, nói ơi cái ông mà kêu ông thầy bùa đi ha, cái ông thầy bùa ông bơi xuồng là ngay chỗ đó ông chờ rồi kìa. Thì trong vòng 2 ngày nay ông buôn bán gần ở đó này nọ, cái ông này ông cũng có tiền đó, rồi ông kêu mấy người này người kia, mày theo dõi ông coi, mày coi là ông làm gì. Nhằm khi ông lợi chỗ đó ông yếm bùa sẵn rồi, tao bước vô tao nói chuyện theo cái lời ông rồi sao, thì người ta nói không nghe, 2 ngày nay là không thấy ông thầy bùa ông lợi chỗ đó nghe, ông vẫn buôn bán bình thường không làm gì hết trơn á. Rồi xác minh đầy đủ rồi thì ông mới đi lợi tới rồi thì ông thầy bùa này ông cũng ra chợ đó, rồi ông mua đồ cúng sẵn sàng hết trơn. Ông nói bây giờ là 8 giờ tối phải không, tôi cúng trong vòng nửa tiếng đồng hồ, mà trong cái lúc tôi cúng á thì những người tuổi này đi về giùm tôi, thì những người có cái tuổi đó thì chừng 1-2 người à, cái người ta đi về, còn những người còn lại là coi đông lắm nha, coi cũng đâu 10 mấy 20 người á. Xong xuôi ông cúng kiến đâu đó rồi ông nói bây giờ lên đây, ông kêu lại, ông nói tôi cũng không đụng chạm gì vô chú luôn, chú cứ ngồi đó đây nè, tôi cho chú biết á là 2 mẹ con đứng đó kìa, ông đưa tay ông chỉ là 2 mẹ con, cái người mẹ bồng đứa con đứng đằng đó dập dờm lại, còn những cái người kia họ không thấy, không người nào thấy hết trơn, mà cảm giác rùng mình họ sợ nữa, có cái đông quá nó cũng đứng gần nhau nó không sao. Chú dán chú đợi đi, đúng 9 giờ tối chú muốn ngồi đâu đó chú ngồi, chú chỉ ngồi yên thôi chú không cần làm gì chứ. Cảm ơn ngồi đó thì xong xuôi đâu đó rồi ha, ông mới ngồi đến đúng giờ rồi ông lại ông ngồi,
Ông ngồi thì ông ở đây ông niệm bùa, ông không đụng chạm vô ông đó. Ông niệm bùa, ông nói cái tên tuổi, cái tuổi của cái người đó vậy đó. Thì ông làm bùa với cái dòng đó. Ông nói bây giờ á, vô đi, cần gì nói ông cúng cho. Ông không hại, nhưng mà chuyện sau có sao cứ nói vậy, vô đi. Ngồi đâu có chừng 20 phút vậy nha, nhập vô. Nhập vô ổng ướn người cái nhập vô ổng luôn. Mà nhập vô rồi á thì không có để cái kiểu mà tay chân như bảo như vậy đâu, hay là ngồi ổng ngồi thì ổng ngồi ổng xếp bằng. Nhưng mà không có để tay chân như vậy đâu, cái tay để như vậy không à. Cái ông đó đó là ông bị nhập vô là cái tay ông để như vậy không à, như là bế đứa bé vậy đó. Mà cái tay nó lót vậy nè. Trợn trắng lên. Thì gia đình ổng mới sợ. Mới định là đỡ ổng, thì ổng nói đừng có đỡ nha. Đỡ rồi bị gì gián chịu không có thừa tôi nha. Gia đình mới đứng bên. Nói là thầy ơi thôi mà tôi biết thầy hay rồi, thôi bây giờ con tôi sao mà nó trợn trắng nè. Ổng nói không có sao hết trơn á. Là dông nó dựa vô chứ không có gì. Cái mới nhập vô. Nhập vô rồi ổng hỏi. Ổng nói dông có phải là cái dông linh mà một năm mấy trước á chết và cái xác tấp vô đây bà con chôn không? Là có đứa con phải không? Nó giờ mỏng mà cái tay vẫn như vậy nha. Ừ cả nhà. Bây giờ tôi hỏi nè, hồi tối của hai đêm trước tôi bơi lại đây, dông có đứng đó kêu tôi định nhát tôi mà gặp tôi bắt ấn sợ không dám nhào vô mặc dù tôi thách không? Cái nó vẫn nói vậy, ngước lên dần hai tay như vậy mà ngước lên. Ông sao ông thách tôi vậy? Tôi sao đâu tôi vô, tôi nhảy vô ông đánh bùa tôi hả? Tôi vô ông đánh tôi hả? Ông dễ chơi bùa ông đánh tôi hả? Đó, thì đó cái câu nói đó đã xác định được cái chuyện đó rồi, xác định được cái chuyện là ông nó không có nói dối rồi. Chứ cái ông này ông thi ông thách thố với lại ông thầy bùa thì làm sao mà tự miệng ông nói ra vậy được. Mà cái giọng nói là lỡ nha, chứ không phải là chỉ duyên cái giọng nói của cái ông đó không, nó kiểu như nửa này nửa kia đó. Thì bắt đầu ha, ông mới hỏi là luôn, ông nói vậy chứ hồi đó đó mấy tháng trước á, có nghe nói là nhát cái cậu nào mà đi lùa cá đó, con rể của cái chị gì ở gần đây nè, có thật sự là nhát người ta rồi bị người ta đốn cây bằng không, mà sao đốn cây bằng mắc cái chỗ như vậy đó rồi không làm gì người ta. Thì nó mới lấy cái tay như này cả nhà, nó lấy cái tay giống như để xuống như nè, giống như để đứa con xuống vậy đó. Rồi xong cái nó làm đó làm vậy đó. Đó làm sao khai khẩu rồi đó, nói đi mày đặt làm bộ hoài. Nói đó này dữ lắm, đó này dữ lắm, muốn giặt đó đó mà giặt không được, thằng đó dữ lắm, thằng đó dữ lắm. Thì chắc là con rể của bà Hai Nhiên, cái chú đó đó, cái mạng số chú cũng lớn, cũng cao, cái tuổi nó cũng lớn hay sao đó. Mà nó nói á, lúc nó đốn á là tôi nhào lên đầu lên cổ nó, đặng tôi giặt á, mà tôi giặt không được, tôi văng ra tức dữ lắm. Nó nói vậy đó. Có nghĩa là cái hôm, cái đợt trước á, cái chú đó là chú đốn cây bần á, là không phải nó không làm gì đâu, nó làm đó, mà nó làm không được. Đôi khi cái mạng số con người mình lớn lắm cả nhà, chứ đâu phải ma dông đầu đó muốn nhát lúc nào hay là muốn làm gì làm đâu. Nó có thể nhát không được, có thể hiện hình nó hù dọa không được, nhưng mà nó không làm được gì ổng. Bởi vậy ổng đốn cây bần á, thì nó nói là ổng dữ lắm, đó nó dữ lắm, thằng đó nó dữ lắm, làm được đó. Nạt nộn vậy đó, chứ làm không có được. Nó thì rõ ràng hết trơn rồi. Cái trong những người coi á là mới lại nói nhỏ với ông thầy, tại sẵn dịp này nè nói với ông, thầy ơi thầy coi thầy giúp giùm đi, chứ để mà ở đây hoài vậy đâu có được, rồi nhát bà con hoài đó, tao đâu không bằng ăn gì được hết trơn á, gần gần đây cỡ như không làm ăn gì được. Mới năn nỉ ông thầy đó. Thì ông thầy ông mới nói vậy nè, ông nói bây giờ á thì bà con nói vậy, tôi nghe vậy, nhưng mà bây giờ á không biết là cái dông nó chịu hay không. Cái nó dòm cái ông mới nói á, mày ông ơi ông tính đuổi tôi đi hả, ông tính đuổi tôi đi hả? Cái ông thầy ông mới cắt nghĩa, ông nói là cái chuyện này á là cô sai, tại vì á bà con ở đây người ta đã nhân đức
người ta chôn cất rồi, chứ không thôi á là hai mẹ con này ha, à, nổi phình lên như vậy, rồi từ từ rồi cá rồi nó rịa thịt nó bong tróc rồi cái xương nó chìm xuống, là nằm ở dưới đáy sông lạnh nó, chứ làm gì có cái mồ mả như vậy. Mà bà con hồi đó cũng cúng kiến này nọ rồi, nhát quá người ta sợ người ta mới không cúng kiến đó. Thì nó nói là nó đói nó phải 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 làm vậy để cho cúng kiến cho nó ăn. Ông thầy cũng nói làm vậy người ta sợ ai dám ra đâu mà cúng kiến. Cái ông hỏi bây giờ muốn ở về hoài không, ở như vậy hoài cứ lang thang dắt dưỡng về hoài nè, rồi không ai cúng kiến, rồi đói rồi lạnh rồi cô đơn, rồi mai mốt á làm gì á rồi người ta nhờ mấy ông thầy bà bắt ăn về không đánh chịu nổi không. Cái ngồi im im một hồi lắc đầu nó không 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 chịu nổi, nó không chịu nổi sao còn phá. Thì nó mới nói với ông là vậy chứ tôi đi đâu, biết đâu đâu, biết đâu đâu. Thì em hỏi biết nhớ nhà cửa ở đâu không, nhớ quê hương ở đâu không, chỗ sinh ra nhớ không? Không, không nhớ, không nhớ, không nhớ cả nhà. Giống như con người mình đến 700 tuổi đi, nít thôi, nhưng khi đi chỗ này chỗ kia cha mẹ nhà cũng dặn ờ con ơi chỗ mình là chỗ đó vậy. Thì nhiều khi hỏi con ở nhà con ở đâu thì nó vẫn nói được, nhưng mà cái vong linh lớn như vậy rồi họ chết rồi thì họ không có được cái minh trí như cái người còn sống mình đâu cả nhà, họ mới nhớ. Giờ không nhớ biết đường đâu đưa về, thì ông thầy sẵn đó mới nói như vậy nè, ông nói bây giờ á chịu không thầy gửi cho đi tu, đi tu rồi sau này đầu thai, chứ bây giờ á, cô cứ vậy hoài á cô cũng đói khát lạnh lẽo mà con cô nó cũng vậy tội nghiệp nó. Thôi bây giờ thầy gửi đi tu nè chịu không. Ban đầu nó cũng dùng dằn nó không chịu, tại vì nó nghĩ là gửi đi tu thì nó không hiểu là người sống mình nghe là hiểu liền ha, giống như là để cho đi tu đừng tiêu trừ bớt những cái quán nghiệp đó để còn đi đầu thai. Nhưng mà vong linh không biết, vong linh họ không biết, họ nghĩ là đi tu là bắt họ đem nhốt, nhốt họ vô chỗ đó rồi bắt họ nghe những thứ mà họ không muốn nghe, bó buộc họ. Họ ban đầu họ dùng dằn, cái cô này có dùng dằn con không chịu. Ông thầy ông mới nói bây giờ không chịu là người ta đánh, người ta đập, đau đớn rồi xuống dưới rồi mang tội nữa. Bây giờ vô trong đó rồi nè, có người cúng kiến nhang khói cho nè, rồi tu hành rồi biết cái đúng cái sai rồi, không có còn những cái quán niệm nó đeo mang nữa, thì mai mốt là đi đầu thai làm cái kiếp khác chứ giờ ở vậy hoài sao. Cái suy nghĩ làm sao đó hồi cái nó chịu, nói nhưng mà thầy phải đưa tôi đi. Ông nói ừ thì tôi nói là tôi gửi đi tu thì tôi phải đưa đi chứ. Rồi cái nó xuất ra thì qua bữa sau nghe thì kể như xuất ra thì ông kia ông đâu còn nhớ khỉ gì đâu. Ông nói với vợ ông tỉnh dậy, ông nói vợ ông với em út ông độn, nó ủa nãy giờ tao làm gì mà mình mấy tao ở ẩm vậy, thì hỏi ông có nhớ gì không. Nó không tao có nhớ gì đâu, tao đang ngồi vậy tự nhiên tao lạnh mình cái tao không biết gì trơn. Thì ông mới nói với gia đình cho yên tâm, nó không có sao đâu, dông mà nó mới dựa vô xác thì nó có cảm giác vậy thôi, ớn ớn lạnh rồi rồi yếu yếu trong người thôi chứ thật ra không có gì hết trơn á, rồi mai mốt cũng không có bị nhặt đâu sợ đó. Thì ông mới nghe kể lại như vậy, ông mới nói thôi bây giờ tôi quỳ đây tôi xin lỗi thầy luôn, tại vì bữa đó tôi không biết mà tôi nói như vậy. Ông nói thôi chú ơi tôi làm cho chú biết vậy thôi, chứ thật ra đó thì cũng có, tôi hiểu là cũng có những cái ông thầy là nói quá cái sự thật lên để cho tin tưởng theo này nọ, bởi vậy chú mới có cái tâm lý như vậy, chứ thật ra là chú cũng không có ác ý gì, chỉ là chú sợ bà con ở đây bị tôi lừa bị tôi gạt thôi. Thì thôi xin lỗi chú, nói tiếng xin lỗi với tôi được rồi, khỏi cần quỳ gối quỳ gì hết trơn á, thì chuyện này coi như xong. Nếu mà chú có cái lòng thương á thì bây giờ á, chú ngày mai nè tôi sẽ làm một cái lễ để tôi đưa cái vong linh đi, mà chú thì chú ở địa phương ở đây chú biết gần đây có cái chùa nào không, chú lên đó chú nhờ ông sư rồi cho cái vong nó về đó nó tu tội nghiệp, thì cái đó là tốt rồi. Thì cái ông này ông chạy lên chợ luôn, ông chạy lên chùa ông mời ông sư đó rồi này nọ, ông kể là tình hình như vậy như vậy như vậy đó, cái mời sư xuống rồi sư đó cũng chấp nhận cho cái vong linh vô chùa tu này nọ ra. Hỏi tên gì thì không nhớ luôn cả nhà, hỏi nhiêu tuổi không nhớ,
Thì cũng đưa vô trong đó. Rồi giống như mà bên người ta tu á thì người ta hay đặt cái pháp danh, thì vong linh cũng vậy, họ cũng đặt cái pháp danh cho cái vong linh đó để làm một cái lễ quy y, rồi vô trong đó rồi tu. Và từ đó thì cái vong linh mẹ con đó không nhắc cái chỗ này nữa. Còn cái ông chú mà ông thách đố đó, ông mới xuống cái xuồng của ông thầy bùa đó đó, ông mua hết trơn đồ của ông bán sao đó, mua hết trơn, thì giá cả làm sao ông bán vậy, đưa thêm ông lấy. À, thì năn nỉ ông quá thì ông nói thôi tôi lấy cái tiền nhang đèn mà bữa đó tôi cúng thôi, đó là xong rồi đó. Rồi sau đó ông ở đó 1-2 ngày, ông buôn bán gì đó rồi ông cũng đi hết đồ rồi. Thì đó là đầu tiên cái câu chuyện của ông Năm Cần gửi về một câu chuyện ở trong xóm của ông. Tiếp theo ông có chia sẻ một cái câu chuyện này nè, về cái thời mà ông đi bộ đội. Thì ông có kể là giống như hồi đó đó, cái việc mà đi bộ đội này nọ thì ông không muốn kể nhiều, vất vả thì đương nhiên phải vất vả rồi. Thì có một lần ông mới đi đến cái vùng ông xin được phép giấu luôn nha, cái vùng đó đó, cái vùng đó thì ông có người bà con mà ông gọi là cô ba đó. Thì cái vị trí mà ông với ông Năm với lại đồng đội á ở sâu ở trong cánh đồng á, mà cũng rừng đâu không à, cây tràm đồ nó nhiều dữ lắm. Thì ông mới sực nhớ, ông nói ủa chỗ này là gần cái chỗ mà tôi có người bà con là cô ba của tôi, mà cô ba tôi cũng có con đi bộ đội nữa mà ở cái đơn vị khác đó. Thì cái lúc đó nó chung trong cái thời điểm đó đó, ở đó thì nó cũng không có nhiều, không có cái gây cấn gì nhiều, thì giống như vô trú thôi chứ không có gì hết trơn á. Cái ông này nói thôi vậy xin phép tao với mày đi về nhà cô mày. Thì ông này là bảo kêu là ông cò đi ha, tại đó ông cũng hơi lớn lớn tuổi hơn rồi, mà ông Năm thì kêu bằng chú cho nên là bảo kêu ông cò đi ha. Thì ông cò nói thôi tao với mày xin phép xong đi về đó đi, mày nhớ chỗ không. Thì ông Năm mới nói là cái đường hè này là thì cái đường rừng này là cứ đi 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 thẳng lên trên đó thì có mấy cái đám rẫy, lên mấy cái đám rẫy đó rồi đi bọc xa sau hè rồi đi ra ngoài trước thì ông sẽ nhớ. Ông đi là ông chắc chắn là đúng đúng chỗ. Cái ông còn mới nói ừ vậy thôi để xin phép đi cho nó vô cho mày thăm, mà thăm thì mình là cái người mày cũng lạ chỗ này, thăm ban đêm ban hôm chứ ban ngày khó, sợ cái chuyện phiền phức đó. Thì cũng đồng ý như vậy. Cái tối đó mới lội, tối cỡ 8 giờ cái hai người mới lội lai rai lội 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 dài vô, đâu có tiếng đồng hồ cả nhà, thì mới vô tới cái chỗ cái vườn mà mùa vườn xong rồi bắt đầu là đi vô cái phía giống như mình nói là ở sau hè vậy đó, cách nhà ở ngoài đường lộ là cỡ chừng cây số ha. Rồi do là cái chỗ này nó cũng lạ mà hai ông mới đi, thì ông Năm ông đi trước, ông đi trước thì ông cò đi ở sau, mà lúc đó là giấu rồi nha, giấu cái vũ khí rồi, hai ông mà đi không vậy đó, cũng không có đem theo đèn đuốc gì cả, đi lụi 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 trong đêm tối vậy đó. Ông Năm đi trước đi, thế ông đi rồi là ông đi trước để ông dòm coi là có quen thuộc chỗ nào không, tại hồi đó ông cũng xuống chơi mấy lần đó, ông mới dòm vậy nè. Còn ông cò thì kiểu giống như cũng ở sau rồi đi cũng dòm ngó theo cái kiểu là nghề nghiệp này đó, kiểu vậy đó, cứ dòm dòm canh phòng thôi chứ không gì. Ông Năm mới đi trước, ông nói ủa sao kỳ vậy ta, sao mà cái xóm này kỳ vậy chú. Ông nói ủa mày đang đi mà mày nói gì kỳ, xóm kỳ là sao. Ông nói cái xóm này sao ban đêm ban hôm á mà không chịu ngủ đi, sao mà cứ thập thò gì đâu ở ngoài trước nói chuyện gì đó chú nghe không. Cái mới nói mày thằng này mày có lãng tai không mày, tao tao có nghe gì đâu, ủa họ nói chuyện rỗng rãng vậy mà chú không nghe hả, mày nghe ở đâu, ở ngoài trước á chú, ở ngoài trước á. Thì ông cộ mới nói á mày cái lỗ tai mày sao quá chứ tao có nghe gì đâu mày, đâu để tao lắng tao nghe thử coi, ông nghe không có nghe được gì chứ á. Cái ông Năm mới nói trời ơi chắc là chú già cả rồi, cái
cái bắt đầu cái lỗ tai á nó bị lãng rồi. Trời ơi, răng răng rổ rổ vậy mà sao không nghe? Tại vì ông Nam không nghe. Ông nghe giống như là người ta đang mà nói chuyện với nhau mà bàn tán những cái gì nó xôn xao lắm. Giống như một cái cuộc họp gì đó mà họ ngồi họ bàn tán họ xôn xao mà nghe nghe ở trước vậy đó. Có điều đâu có dám mà đi ngay vô coi có cái gì. Mà lúc đó đó thật sự ra là ông Năm nói lúc đầu ông kỳ lắm. Nó là đà và trong đầu cứ nghĩ là ủa sao bà con ta vậy, sao mà giờ này bàn tán cái gì nói chuyện vậy thôi. Chứ ổng không có được như bình thường nha. Nếu mà minh mẫn như bình thường là ổng sẽ nghĩ là ban đêm ban hôm khuya lắc khuya lơ vậy, ai ngoài đó bàn tán mà mình là cái người gì, mình đi bộ đội mà nghe những cái âm thanh đó đó thì theo cái bản năng là mình sẽ không có bao giờ mình đứng đây mình nghe hoài đâu. Một là mình hụp xuống, hai là mình luồn qua luồn lại mình coi cái tình hình đó là sao. Còn cái này ổng cứ nghe hoài vậy đó, mà lúc đó trong đầu chỉ nghĩ về cái đó thôi. Cái ông cổ mới nói: ơi mày nói tao nghe coi, mày nghe hướng nào mày chỉ ngay vô coi. Thì ông Năm đó nó có biết, thì ông nghe hướng nào ông chỉ hướng nấy. Ông mới chỉ vậy nè, chỉ đó 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 chỗ đó đó chỗ đó đó, đưa cái tay ông chỉ vậy đó. Thì khi mà ông đưa tay ông chỉ lên vậy, ông cổ nheo mắt dòm kỹ là chỗ đó là má không, ông biết rồi. Cái hướng mà ông Năm chỉ là ông Năm nói là ông không thấy một cái mã cái mồ nào hết trơn nha, nhưng mà ông cổ ông thấy. Ông Năm ông nghe là bởi vì cái giống như là khi mạng số ông hợp với những cái vong linh đó sao họ nói chuyện, họ nói cái gì đó ồn ào rồi ông Năm ông nghe. Còn ông cổ đó ông không có nghe, mà ông dòm là ông thấy mấy cái mã thì ông mới nói vậy nè: trời ơi mày ơi, mày như vậy là vô duyên nha. Người ta ban đêm ban hôm người ta bàn tán cái chuyện của người ta, sớm chờ người ta bàn tán, còn mày á là mày không có được mà nghe như vậy nữa, không có được dòm này nó mình xứ khác lại đâu được vậy con, thôi đi 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 thẳng ra ngoài đi. Ủa vậy hả chú, vậy là con không có được nghe vậy hả? Ừ không có được nghe, đi đi. Cái chú Năm ổng mới đi một rụp vậy đó, đi ra ra tới ngoài đường luôn nha. Ra tới ngoài đường cái ông mới nhớ ra cái chỗ nhà của cô ổng. Ông nói: con nhớ rồi chú ơi, đi hướng này là lại nhà của cô con nè. Đó cái bên đi đi lại tới đó rồi cái vô kêu cửa này nọ. À, cũng đi ra nó: trời ơi thằng quỷ sao giờ mày ở đây? Đó thì cô cháu cũng mừng là vô trong nhà liền. Đó, cái lúc đó cái bà cô á, là cũng như ba cũng đâu có dám mà kêu nhiều người tới. Lần con cháu tới thăm thì chỉ là kêu mấy cái người mà thân mà tin tưởng á, mới qua kêu nó: anh cháu nó giờ nó có đây, nó là nó thăm. Thì có thêm một cái người nữa cái mới vô thăm. À, vô rồi cái gặp nhau này nọ, cái ban đêm ban hôm vậy lấy đồ ra nấu cơm nấu cháo này nọ cho hai chú cháu ăn. Ăn xong rồi cái soạn ban đêm ban hôm vậy nó cũng chạy ra sau vườn hái trái cây, lấy này lấy kia cho đem theo gửi cho con nè, con theo con ăn rồi con, rồi con cho mấy anh em đó. Cái gia đình mà bà cô bà rủ qua đó, hai vợ chồng cũng cũng về kêu mấy đứa con đó nói lấy này lấy kia mà sợ đem nặng hai người đem không nổi nữa đó. Thì khi mà xong xuôi đâu đó rồi thăm thôi đi đi chứ đâu có ở đó hoài lâu được cả nhà. Cái nó thôi khuya rồi cũng đâu 2 giờ sáng rồi, thôi bây giờ con đi nghe cô. Ừ con đi đi con. À, đi với anh ơi cháu nó còn nhỏ có gì anh chỉ dẫn nó. Thì ông còn nói: trời có gì đâu yên tâm. Rồi xong cái cô bà mới nói là: rồi đi giữ gìn sức khỏe nha, rồi cho mấy anh em ăn lấy thảo. Kiểu mà cô cháu mà gặp nhau rồi cũng rơm rớm nước mắt này nọ. Thì đi ra, lúc mà đi ra cái ông cồ ông mới nói, ông mới đi đảo lợi. Ông đi đảo lợi ông nói: phan 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 mày đợi tao chút xíu. Thì ông Năm ông mới nói: ủa lại lợi chi vậy chú? Cái ông mới đi vô ông nói: chị nhà chị có nhang không, cho tôi xin ít cây nhang với cái bật lửa. Hỏi xin nhang nhiều không thì ông mới cho tôi đồng nắm thì mấy vài chục cây đi. Ủa mà xin nhang chi vậy chứ anh? À, thì đi đi tới đâu cúng tới đó mà có kiêng có lành. À, ông cụ chỉ nói vậy thôi nha. Thì bà cũng vô bà lấy nguyên bó vậy đó. Cái đi vô cái đi 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 một đoạn cái đầu cái ông Năm nó: ủa chú tự nhiên lấy nhang chi chú, sao mà lấy nhang nó làm gì, cúng kiến thường thường trên đó có rồi mà mình lấy làm chi?
Bây giờ đi lên trên đó thì tao biết là có, nhưng mà bây giờ là phải cúng ở chỗ này nè. Cúng chỗ này là sao chú? Mày nhớ cái chỗ nãy mày đi vô không? Mày nghe xí xô xí xào không? Nói chuyện rồi rùm rùm rơm rã không? Mày nghe chứ tao đâu có nghe. Mà mày biết cái tay mày chỉ đi đâu không? Mã mồ không mà mày ơi. Bây giờ đi về cũng đi về đường đó, ghé qua tao cúng một cái. Ủa thiệt không chú? Sao chú nói vậy? Con nghe giống như người ta nói chuyện mà. Mày không nhớ cái lúc đang nói chuyện trong nhà hả? Cô mày với Dượng mày á, với hai người bà con nói đó, sớm chòm này 7 giờ tối tao ngủ hết trơn rồi. Nhà ở đây vắng nữa, không có ai đâu mà đồn đãi cái gì mà nói chuyện gì giờ đó đâu. Hồi nãy mày chỉ lại là tàn màu mồ mã không hả? Ủa thiệt nhẹ chú, trời ơi sao mà con không thấy? Cái tay mày chỉ là mồ mã mày không thấy thì mày biết rồi. Thôi đi vô với tao. Cái đi theo lúc đó ông Năm cũng sợ nha. Cái đi đi vô thì ông nói nè, mày nhớ chỗ mày chỉ không? Nhớ 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 chỗ này nè, chỗ này nè. Đó mày lại mày dòm lại coi. Thì lúc này bước lại dòm mồ mã không. Ông cậu mới giái ông nói thôi, chú cháu tôi là tới đây thăm bà con. Rồi đi ngang chỗ này hả? Cũng không có cái gì, bây giờ có mớ trái cây của cô thằng này nó cho. À, tôi biếu lại cho quý vị ở đây, với thắp cho quý vị mấy cây nhang phù hộ cho chú cháu tôi đi đường bình an. À, thì ông nói ông giá vậy xong à, là xong à, cúng rồi cắm nhang xuống này nọ xong rồi hai chú cháu đi. Thì đương nhiên là ông nắm đi sao mà ông rùng mình chân, và ông cảm giác lúc đó là người ta bu lại luôn mà ông không thấy thôi. Ông mới kéo cái áo của ông cồ, thì ông cồ cũng biết rồi, hai người mới giác đồ đi. Rồi thì đó là kết thúc hai cái câu chuyện của ông Năm. Và ông Năm nói là còn những câu chuyện mà cái thời ông đi bộ đội cũng như là lúc mà trở về đó cũng có gặp. Thì Bảo mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe vào tập tiếp theo. Còn bây giờ thì Bảo xin chào, hẹn gặp lại, chúc mọi người có một đêm ngon giấc.